nay tình hình thư giãn với tác phẩm văn học nhé. Và mở đầu cái số đầu tiên của chuyên mục, em xin gửi đến các bạn đó là đoạn trích Chị Em Thúy Kiều của đại thi hào Nguyễn Du. Xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe. Đầu lòng thế ạ cô nghe, Thúy Kiều là chị, em là chị Vân. Mai phúc viết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phấn đợi mười. Vân xem trên trọng khác rồi, vân trăng đầy đặn, nét ngà nhỏ lớn. Hoa cười ngọt ngốt bên trang, mây thua nước tóc, viết nhiều màu da. Chiều càng sắc sảo mặn, so bề tài sắc, lại là phần hơn. Thú sĩ, nét xuân sơn, hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh. Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đời một, tài đành họa hai. Thông minh vốn sẵn tính trời, nên nghề thi họa đủ mùi sang ngâm. Cung thường lầu vật ngũ âm, nghề riêng ông đức, một cầm một trương. Phúc nhà tay lửa lên trương, một viên bạc mệnh lại càng não nhân. Phong lưu rất mực hồng quần, thân xanh sắc xỉ tới tuần tập kê. Em đềm tướng rũ mèn che, tường đông ông bướm đi về mặt ai. Và tiếp theo đây, xin mời các bạn hãy đến với đoạn trích Những Người Xuân nhé. Ngày xuân con én đưa thai, chiều quên chín chục ảo ngoài 60. Cỏ non xanh tận trong trời, cành lê trắng điểm một vài bông hoa. Anh minh trong tiết tháng 3, lễ là tạo mộ, gọi là đặt thanh. Đường xa nô nức chiến thanh, chị em cấm cửa bộ hành chơi xuân. Giật nhiều tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm. Ngổn ngang gò đông kéo lên, hoa vàng vỏ rắc cho tiền tới bay. Tà tà bóng ngã về tay, chị em thơ thẩn dang tay ra về. Bước dần theo ngọn rủi khê, dần trên phong cảnh co bề thanh thanh. Nhao nhao dần nước chuyển quanh, nhịp cầu nhỏ nhỏ cứ dần bắt ngang. Vừa rồi các bạn được nghe hai đoạn trích đặc sắc trong chuyện Kiều. Và đoạn trích cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu trong buổi cấp các văn học tuần này chính là đoạn trích Kiều ở lầu Nguyên Bích. Trước lầu Nguyên Bích hóa xuân, trẻ non xa tắm cánh gần ở chung. Bốn bề rác nhát xa trong, các tàn cùng nọ bụi hồng dặm kia. Để bàn nếu sớm đèn khuya, nửa tình nửa cảnh như chia tấm lòng. Tưởng người dưới nguyệt tiếng đồng, tinh sương lúng lũng về tấm mái cờ. Bên trời gốc thể vơ vơ, tấm son gục rửa to giờ chơ phai. Xót người từ cửa hôm mai, vạch nồng ấp lạnh những ai đó giờ. Sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tượng đã vườn người ôm. Người trong cửa vệ chiều hôm, hiện ai thấp thoáng cánh bường xa xa. Bùng trống ngọn nước mới xa, hoa trời men mét biết là về đâu. Bùng trống ngọn cỏ tầng đầu, chân mây mặt đất một màu xanh xanh. Bùng trống gió cuốn mặt trình, ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi. Đầu tiên trong chuyên mục cách thức văn học tuần này, đã có bạn nào thuộc được bài chứ nhỉ? Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ, thoải mái và tràn đầy năng lượng để bắt đầu một tuần mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo của cách thức văn học.